Chào các bạn, bữa nay đi lâm hụt dịch nha các bạn. Đi lâm hụt dịch ở một cái trang trại dịch khoảng 6.000 con các bạn. Một đêm chú tư mãn ở đây lâm khoảng 3.000 trứng. Mấy con dịch này rất là khôn nha các bạn. Nó thấy mình vô là nó giấu trứng. Nó giấu trứng không cho mình lầm. Thường người ta lầm tầm khoảng 2 giờ đến 4 giờ sáng như vậy, để cho trứng vịt nó sạch. Thấy mình vô nó ngồi vô cái vịt, cái trứng của nó. Khôn lắm. Nó giấu trứng là sao chú? Nó gom nó giấu lại. À nó gom nó giấu hả? Con nhỏ này đến trứng nha các bạn. Nó thu hoạch trứng rồi. Bao nhiêu trứng mới gom lại một lần nha bé? Dạ 100 trứng. 100 trứng. Thấy mình vô cái nó lấy gom nó che lại nha các bạn. Đó, nó lấy mỏ nó che cái trứng lại. Cũng là thông minh nha các bạn. Đó, nó lấy đồ nó lấy mỏ nó đẩy cái gom lại, nó che cái trứng lại, giấu trứng các bạn. Mình không cẩn thận mình vô mình đạp cái trứng cho nó, tại vì nó lấy cái gom nó che là mất tiêu trứng hết trơn.
dịch để xong cái lấy gom nó che lại nha các bạn. Lấy mỏ nó quẹt che lại. Che là khùng ghê, đẻ xong rồi lấy gom nó che là lấy mỏ nó quẹt cơm này. Nó lấy mỏ nó cào gom lại nha các bạn. Cào gom lại để giấu cái trứng đi. Rất là khôn. Chuồng bên này là khoảng bao nhiêu trứng bác? Dạ, khoảng 1.500 trứng. Khoảng 1.500 trứng hả? Dạ. Ở giữa khoảng bao nhiêu trứng nữa? Ở giữa khoảng 300. Bên rồi bên bên kia khoảng 1.500 nữa. Dạ. Khoảng 3.000 mấy trứng ha. Dạ. Tới mấy giờ sáng mới xong? Dạ.
lộn khoảng 1 tiếng nè. Ở đây mình không để ý, mình sẽ đạp kính để gom nó đầy lại. Dịch nó chạy là nó bảo vệ trứng. Chạy vô nó lấy gom đầy lại. Kèm kỹ dưới nha mọi
Rồi. Ở đâu?